Dạ cô chia sẻ thì Hả? cô chia sẻ màn hình cho cô. Cô chia sẻ màn hình rồi mà em chưa thấy hả? Không ạ. Các bạn khác có thấy không? Dạ Dạ có ạ. thấy bình thường. Dạ có cô ơi. Thế khi nào bên mạng nhà bạn Ngọc Anh nó yếu không? Dạ, để em rút ra vào lại đúng không? Ừ, thế là vào lại đi. Chứ ở lớp các bạn thấy cô chia sẻ màn hình rồi mà. Nha. Anh tắt mic đi xong rồi thoát ra vào lại đi cho nó đỡ ồn. Tắt mic luôn. Như vậy thì trong cái điều kiện tự nhiên của Nam Á người ta giới thiệu với các em. Khu vực này có tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú, đa dạng này. Ở đây có hệ thống núi Himalaya hùng vĩ. Đó. Sơn nguyên Deccan và đồng bằng Ấn Hàng rộng lớn. Cảnh quan thiên nhiên thì chủ yếu là rừng nhiệt đới, savan và rất thuận lợi cho phát triển kinh tế. Vậy thì ở đây này, các em có thể quan sát trên lược đồ. Cái phần nhấp nháy ở đây, đây là danh mà chỉ cái vị trí của Nam Á nha các em. Đây, để xuống phía Nam nha. Để xuống phía Nam này. Đây. Đó. Vậy thì dựa vào lược đồ này, các em sẽ xác định xem là vị trí địa lý của Nam Á nó nằm trong khoảng vị tuyến nào, giáp với những biển và vịnh biển nào. Được chưa? Và ở Nam Á này, khu vực Nam Á này thì các em xem là có mấy quốc gia nha, và có thể kể tên các quốc gia đó. Được chưa? Bây giờ xác định vị trí địa lý của Nam Á nè. Thu Thảo nè. Dạ thưa cô là địa điểm vị trí của khu vực Nam Á là bộ phận nằm giữa rìa phía nam của lục địa, phía tây giáp biển Arab, phía đông nhất vịnh Bengal, phía nam giáp Ấn Độ Dương, phía bắc là hệ thống núi Himalaya của Mỹ ạ. Đúng rồi. Đó. Bạn đã xác định khá là chính xác các em. Bây giờ các bạn chú ý ở trên này này. Đây. Phía Tây Bắc. Đúng không? Thì ta thấy là giáp với Tây Nam Á này. Đúng không? Rồi ở đây là giáp với Trung Á này. Rồi phía giáp phía Bắc thì giáp với lại Đông Á này. Nha. Rồi tiếp đến nữa là đây giáp với lại phía Đông Bắc thì giáp với khu vực Đông Nam Á này. Đó. Rồi phía Nam, đúng không? Tây Nam thì giáp với lại vịnh Bengal và biển Arab này, Bengal, vịnh Bengal và biển Arab này. Vậy thì đây là những cái khu vực mà tiếp giáp với lại Nam Á ha. Và như vậy thì cái biển mà Nam Á tiếp giáp nha chính là biển Arab, vịnh ở phía phía đông này đó là vịnh Bengal ha, Bengal. Rồi hãy đọc tên các quốc gia ở khu vực Nam Á. Cái màn hình cô nó hơi xoay xoay, chắc mạng cô nó cũng có vấn đề đấy. Bạn hãy đọc tên trong khu vực Nam Á là có bao nhiêu quốc gia, đó là những quốc gia nào. À, bạn Ngọc Anh vào rồi này. Nào bạn Ngọc Anh trả lời nào. Dạ thưa cô là nước Islamabad, nước New Zealand, Nepal, cô Ấn Độ, Nga và Colombia. Đã hết rồi cô. Colombia. Colombia nằm đâu? Vậy thì bạn Ngọc Anh xác định ở trên này là có bao nhiêu quốc gia ở khu vực Nam Á? Dạ có 6 quốc gia. 6 quốc gia, như vậy thì chưa chính xác.
Nào, chú ý lại. Các bạn khác nào? Vinh nào? Dạ, thưa cô là Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Ấn Độ. Hết rồi. Năm thôi à? Dạ. Bạn Vinh...